quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 27 tháng 4 năm 2024 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ, ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ, ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, khu vực Nam Trung Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 38 đến 40 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.